Có trong tay 4 triệu và muốn mua điện thoại thì đây là hai thiết bị mà bạn thực sự nên lưu tâm: Redmi Note 11 và Vivo T1X. Vậy thì còn nào đáng mua hơn? Ok, thì mình nghĩ là bạn sẽ có được câu trả lời sau khi đồng hành cùng mình đến hết video ngày hôm nay nha. Thực ra ta nên uốn nhẹ câu hỏi từ nên mua những máy nào hơn thành sản phẩm nào phù hợp với bạn hơn. Đó, và đây ta sẽ bắt đầu với phần thứ nhất với 4 lý do tại sao bạn nên mua và bạn sẽ thích Vivo T1X hơn. Thứ nhất, bạn thích chụp hình. Gần như trong mọi điều kiện, trường hợp, hoàn cảnh khác nhau thì Vivo T1X sẽ đem lại những tấm hình nó tốt hơn. Với ánh sáng ban ngày tương đối là đẹp, ở trong công viên này thì ảnh của Vivo vẫn thể hiện khá là rõ cái điểm mạnh, tu sáng tốt hơn, màu sắc tràn đầy sức sống, chi tiết cao HDR ấn tượng, ảnh trong trẻo và đẹp mắt hơn. Nhiều khi là hơi ảm một chút nhưng mà so với Redmi Note 11, lúc thì cháy sáng, lúc lại hơi tối om, màu sắc nhợt nhạt thì bạn biết kết quả đấy. Hay chuyển qua chụp đêm, cái điều kiện khó chịu hơn đi, thì ảnh của Vivo T1X cũng sẽ đem lại những cái bức ảnh nó được khử noise tốt hơn này, xử lý ánh đèn tốt hơn này, màu sắc đậm đà đủ vị. Thậm chí mình có thể thấy một chút cái sắc độ của bầu trời đêm phía sau thay vì gần như là đen kịt như ở bên Redmi Note 11. Còn nếu bạn thích selfie thì sao? Chắc chắn là bạn vẫn sẽ có phần là nghiêng qua với Vivo hơn, bởi vì máy hãy cho ra màu sắc đẹp hơn, có sức sống hơn, da mịn màng hơn, và với điều kiện ngược sáng như này thì mình vẫn có thể thấy là background hoàn toàn được giữ lại. Vậy là ngon lành rồi. Ở phần camera này thì thực ra là Redmi Note 11 cũng sẽ có hai cái điểm mà có thể bạn sẽ nghiêng qua nếu như bạn quan tâm. Thứ nhất là nó có camera góc rộng và đối thủ sẽ không có. Và thứ hai nữa là khi quay video ấy, thì nếu bạn có chân máy để mà để nguyên nhé, thì Vivo sẽ làm ngon hơn, tương tự như với ảnh đấy. Nhưng mà nếu bạn di chuyển ấy, thì Xiaomi sẽ có khả năng chống rung tốt hơn rõ ràng. Và ngoài ra nữa thì góc cũng sẽ là rộng hơn. Đó sẽ hai cái điểm cộng cho những bạn nào có thể sẽ có những nhu cầu đặc trưng, rất là đặc trưng luôn. Nhưng mà với như các bạn đã thấy đấy, đa số trường hợp còn Vivo T1X sẽ cho cái khả năng đáp ứng về camera nó ngon lành hơn. Rồi cái điểm thứ hai khiến cho mình thích con Vivo T1X hơn, đó là bởi vì máy sẽ có cái pin trâu màu hơn. Nếu nhìn qua một vài cái ảnh chụp mà thời lượng on screen mình dùng máy ấy, thì Vivo T1X sẽ chạy từ 8 đến 9 giờ on screen lận, còn Redmi Note 11 thì cũng tốt nhưng mà sẽ là từ khoảng 6,5 đến 7 tiếng rưỡi on screen. Có thể bạn thấy hơi lạ nhưng bởi vì mình dùng rất là nhẹ nhàng thôi ấy. Còn với những người thực tế thì sao? Mình dùng con Vivo T1X thường thì rất là thoải mái, có khi là 2 ngày sạc một lần, không thì cũng là gần 2 ngày, trong khi con Redmi Note 11 thì được khoảng hơn 1 ngày cho đến khoảng 1 ngày rưỡi. Nên là phải công nhận ở phần pin này thì mình sẽ chọn con Vivo T1X, còn sạc cái đấy nữa mình sẽ nói sau ha. Ok, chuyển qua cái điểm thứ ba khiến cho mình thích con Vivo T1X hơn, nó sẽ là về cái hiệu năng, hay chính xác hơn là cái trải nghiệm cơ bản hàng ngày. Nếu mà vô chạm dùng Facebook, TikTok, bình luận, mở ứng dụng, những cái tác vụ nó cơ bản bình thường vẫn hay dùng ấy, thì dù cùng cấu hình nhá, nhưng mà Vivo T1X sẽ ít bị lag giật hơn, chuyển cảnh nột hơn. Và cái tình trạng này xảy ra thường xuyên hơn ở trên con Redmi Note 11. Mình thì cũng đã có phần nào trong video riêng về con máy này đấy, bạn có thể xem lại. Nó không phải là quá rõ ràng nhưng mà nếu dùng lâu dài và dùng nhiều thì ta có thể nhận ra những cái điểm nhỏ nhỏ như thế. À, đến cả cái vân tay ấy, thì tốc độ mở lên của Vivo cũng sẽ là tốt hơn nha. Chỗ này sẽ có một cái bộ notch nhỏ là sau khoảng 1 tuần mình dùng con Vivo T1X mà đã lên Android 12, Android mới ấy, có vẻ là cái tình trạng giật lag nó xảy ra nhiều hơn so với cái phiên bản Android 11 trước. Thì mình rất là mong sau khoảng một thời gian dài nữa, khi đã đủ thời gian để ổn định lại rồi, thì máy sẽ không còn gặp cái tình trạng lag giật mà mình đã gặp khá là thường xuyên gần đây với Vivo T1X. Và đến đây thì ta cũng sẽ cùng nhau chuyển qua cái điểm thứ tư, cũng là cái điểm cuối luôn, đó là về phần mềm ấy. Đó là Redmi Note 11 thì cũng chỉ mới Android 11 thôi, khá là cũ. Nhưng mà Vivo T1X thì mình đã vừa nói đấy, là đã lên Android 12 rồi, nên cái trải nghiệm thì rõ ràng nó sẽ mới mẻ hơn, nó hợp thời hơn. Ngoài ra nữa thì MIUI hiện tại thì nó chưa được ổn định cho lắm, trong khi FunTouch OS thì dù nó vẫn hơi là màu mè nhưng mà nó ổn định hơn. Gần đây thì khi mà lên Android mới thì một số những hiệu ứng đóng mở app, vuốt xanh thông báo xuống lên thì nó cũng kiểu mới mẻ hơn, nhìn thích mắt hơn nữa, chưa kể là những cái cập nhật ở bên dưới về mặt bảo mật nữa cơ. Nên nếu bạn cũng quan tâm tới cái mặt này và cả ba mặt trước nữa thì có thể là bạn sẽ phù hợp hơn với con Vivo T1X. Rồi đến đây thì ta sẽ chuyển qua phần 2, bởi vì mình biết là đã có rất là nhiều bạn cũng đang rất là quan tâm để biết là liệu rằng bạn hay là ai đó có phù hợp với con Redmi Note 11 hơn hay là không. Đây sẽ là cái 3 hoặc là 4 điểm mà có thể bạn sẽ nghiêng về con máy này hơn. Đây, thứ nhất là ok, pin thì Vivo T1X có thể tốt hơn, nhưng mà về sạc ấy thì Redmi Note 11 sẽ có tối đa là 33W, trong khi đó con này thì sẽ là 18W, và rõ ràng 33W thì nó sẽ lớn hơn 18W đúng không? Nên là rõ quá trình trải nghiệm ấy thì 33W sẽ sướng hơn rất là nhiều. Và khi mà bạn đã quen với cái tốc độ sạc của Redmi Note 11 rồi ấy, thì 18W đôi khi cũng sạc nhanh nhé, sẽ cảm thấy hơi là bất tiện một chút xíu. Cái chuyển qua điểm thứ hai ấy thì màn hình theo mình Redmi Note 11 cũng sẽ có trải nghiệm là tốt hơn. Cái viền mỏng hơn một chút xíu này, cái dạng màn hình là đục lỗ chứ không phải là dạng giọt nước như một vài năm trước này.
Ngoài ra nữa thì cũng điều chỉnh đi hết nhé, cũng Full HD Plus nhé. Nhưng mà Vivo T1X thì là LCD, trong khi Redmi Note 11 sẽ là AMOLED. Thực ra thì mình thấy là chất lượng hiển thị con nào cũng ok, cũng tốt đấy. Nhưng mà hiểu, rất là nhiều khi dùng Vivo T1X thì mình thấy được những cái pixel trên màn hình, tức là ta vẫn hay gọi là rỗ đấy. Còn bên Redmi Note 11 thì không. Một cái điểm khác nữa, không biết là bạn có thể thấy được qua camera hay không, nhưng mà màn hình của 11 thì sẽ cho cái cảm giác nó nổi lên khỏi khung máy, thay vì kiểu hơi bị chìm xuống như bên Vivo. Nên là khi nhìn vào về mặt cá nhân mà nói nhé, thì mình sẽ thích và đánh giá cao cái màn hình của con Redmi Note 11 hơn ở kèo này. Chúng ta với điểm thứ ba, về những cái mặt mà có thể là nó rất là nhỏ, không nhiều người chú ý cho lắm, nhưng mà nó cũng sẽ hoàn thiện vào và khiến cho các trải nghiệm của bạn sẽ ok hơn tổng thể luôn. Thứ nhất là Redmi Note 11 sẽ có hẳn kháng nước kháng bụi IP53, nó có thể là nó không được xịn sò cho lắm nhưng mà cũng là cực kỳ chịu chơi ở cái mức giá này. Thứ hai nữa là Note 11 có loa kép chất lượng cũng sẽ là tốt hơn. Chứ không hơi bị nghẹt nghẹt ré ré mà nhiều khi rất là khó chịu bởi vì loa nghe dở quá, không muốn nghe nhạc nữa. Mình đang nói về con Vivo T1X thì mình không thích loa của em này. Thì đó là 3 điểm mà thậm chí có thể chia thành 4 để đem lại cái lợi thế cho con Redmi Note 11 trong cái kèo theo mình rất là thú vị ngày hôm nay. Ok, chuyển qua phần thứ ba là sao? Đây sẽ là cái phần mà nó sẽ bonus thêm để hoàn thiện những cái trải nghiệm nói chung, và có thể nó sẽ quyết định xem là bạn phù hợp với con máy nào hơn. Với cái điểm thứ nhất, thiết kế của hai con theo hai hướng khác nhau. Redmi Note 11 sẽ nhỏ gọn hơn một chút xíu, bo tròn hơn một chút xíu và có những đường cong nhẹ nhàng hơn. Còn Vivo T1X thì cũng đẹp đấy, nhưng mà nó vuông vức hơn, to hơn một chút xíu, mặt lưng và các thứ nó vắt thẳng luôn. Còn cái điểm thứ hai thì có thể nó sẽ nghiêng về Xiaomi chút xíu, bởi vì máy sẽ có bảo hành 18 tháng hơn so với 12 tháng của Vivo này. Ngoài ra nữa thì với Vivo T1X ta sẽ có cái số lượng cửa hàng để chọn mua, nó không được nhiều cho lắm, phải mua online nữa cơ, nhiều khi thì nó không yên tâm cho lắm. Và nếu bạn cần sửa chữa hay là mua thêm phụ kiện thì mình tin rằng là ở nước ta nhé, thì Xiaomi vẫn sẽ là dễ dàng cho bạn hơn để mà tìm kiếm và lựa chọn những cái sản phẩm như thế. Mình để cái điểm thứ hai này ở cái phần này chứ không phải là phần trước, phần thứ hai khi nghiêng về Redmi Note 11, bởi vì đơn giản là nó nằm ngoài bản thân trải nghiệm của máy, và thêm nữa đây là những cái nhận định chứ không phải là những cái trải nghiệm thực tế ấy, nên là mình sẽ để cái phần trung lập như này. Ok, thì qua ba cái phần mà mình đã chia sẻ từng cái trải nghiệm rất là rõ ràng như thế thì mình tin là bạn đã có thể nhận ra được những cái điểm cộng, những điểm trừ rất là rõ ràng giữa hai máy để có thể lựa chọn, nhìn lại và tìm ra những con máy phù hợp với bạn nhất để mua máy về là không phải lăn tăn nữa. Rồi, cảm ơn bạn rất là nhiều đã đồng hành tận đây, và đừng quên là ta sẽ có nút like bên dưới nếu bạn cảm thấy video này thú vị hay là có cho bạn cái giá trị nào đấy. Ok, thì hẹn gặp lại.